Chiều nay, đoàn giám sát Ủy ban xã hội của Quốc hội khóa 15 do Phó Chủ nhiệm Ủy ban xã hội Đặng Thuần Phong làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016-2021. Thông tin từ buổi làm việc, trong giai đoạn 2016-2021, Cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng đã thực hiện nghiêm túc các quy định tại văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội. Năm 2021, do ảnh hưởng COVID-19, số người tham gia bảo hiểm xã hội là 220.947 người, tỷ lệ giảm là 11,26% so với năm 2019. Cũng như số thu bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp đều giảm so với năm 2019, toàn thành phố đã thực hiện thanh kiểm tra về bảo hiểm xã hội tại 3.100 đơn vị. Đặc biệt, chú trọng việc giải quyết kịp thời chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các chính sách hỗ trợ cho đơn vị sử dụng lao động, người lao động theo Nghị quyết số 68, Nghị quyết số 116 của Chính phủ. Bảo hiểm xã hội thành phố kiến nghị đề xuất Quốc hội sớm xem xét, sửa đổi luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế, luật việc làm, luật an toàn vệ sinh lao động. Chính phủ và các bộ ngành cần có quy định cụ thể về xử lý chế tài đối với các trường hợp dùng hồ sơ người khác đi làm, mua bán sổ bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội Việt Nam quan tâm bổ sung thêm biên chế chưa phù hợp với tình hình thực tế, góp phần giúp bảo hiểm xã hội thành phố hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.